Rồi, chào các bạn. Thì hôm nay mình test cái thùng máy ve chai 350 ngàn cái mình mua nè. Thì mấy cái màn hình này mình test thì nó bị hư hết rồi. Bây giờ còn cái thùng này với cái men AMD này. AMD thì bây giờ mình test cái thùng này. Thì mua thùng máy ve chai về thì test làm sao cho đúng. Thì các bạn muốn test ấy, thì bạn nên test cái nguồn trước. Thì bạn rút cái chui này nè, mình nên rút ra ha, rút ra bằng test cái nguồn. Thì nguồn thì bạn kích đo thử cái nguồn nó có 5W chưa, thì để mình cắm điện vô cái có 5W. Thì 5W dây tím là 5W cấp trước á, mình đo dây xanh lá là 5W bế đơn. Thì bế đơn nó có 4.9 nè, cũng ok á. Rồi thì mình kết thử cái nguồn coi nó có quay không. Kết cái này nó quay nhất nha. Để mình gắn vô men thử lại. Rồi thì bây giờ mình mở máy tính lên cho bạn xem. Thì đây mình có gắn cái loa vô nè ha. Thì bạn nào muốn test máy ok thì bạn nên mua cái loa này nè ha. Không thôi kiếm cái loa này nè. Có cái này. Cái speaker nè. Speaker. Nó có dấu cộng dấu trừ ha, để ý ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ bật điện lên test thử coi máy nó có chạy hay không, rồi gắn cái nguồn sát vô đó. Đây mình kích nguồn thì nó quay nè, cái này mình chưa gắn ổ cứng để mình test để coi coi máy nó có chạy hay không. Cái thì men này men H6MMD, nó có cổng HDMI luôn nha. Men này còn zin luôn á. Đó, thì để coi coi nó có chạy hay không. Thì cái loa này nó chưa nghe nè. Thì nó quay vòng vòng rồi tắt nè. Đó ha. Quay vòng vòng rồi nó tắt, nó không có chạy. Thì giờ mình nó cũng không báo RAM nữa, nên gỡ cái RAM ra cái. Cái RAM này RAM KingMax 2GB 133. Thì bỏ nó ra riêng đây, thì mình cắm điện lại cái mình mở lại coi nó có báo RAM không. Nè, nghe báo RAM này ha. Nó báo RAM tí tít á, gắn RAM nó không, không gắn RAM nó không lên á. Để mình vệ sinh cây RAM này một cái coi nó vệ sinh cây RAM 2GB này coi nó lên không. Đây thì mình vệ sinh mình gắn vô. Rồi bạn gắn ra đúng chiều nghe cái tách tách là nó ăn rồi đó. Rồi để mở lại cái thì quạt nó quay rồi đó ha. Vẫn em gu ha, không nghe cái tích để chạy gì hết ha. Rồi nó tắt rồi, nó quay lại hay gì nữa.
Rồi thì cái này khả năng là cái gam này nó bị hư rồi đó. Nó báo gam mà nó không gắn gam được. Khả năng là cái gam hư hoặc là con CPU nó lỗi hoặc là main lỗi cũng bị nữa ha. Thì bây giờ mình lấy cái gam ở trong cái main đang chạy của mình đây. Gắn qua thử cho nó chắc ăn để test cho biết để mình loại trừ cái bệnh gì luôn. Đó. Đây. Rồi mình cắm điện vô lại. Rồi thì mở máy lại. Coi coi nó có chạy hay không. Nó chạy rồi mà nó không báo lỗi ha. Đây, nó chạy rồi nè. Thì cái gam nó bị hư, nó không lên, nó quay tắt. Còn bây giờ thì gắn cái gam này thì lên liền nè. Vậy là cây gam 2G này nó đai cuxin rồi. Đó thì bây giờ thì lên hình nè, để anh gắn cái bàn phím vô cho bạn xem luôn. Gắn cái lên nè, lên đèn nè. Bấm F1 tôi gun stop. Men này còn men còn gin. Đó thì nó lên này nè. Thì nó chạy con Celeron G530. Đó, gam gắn là cây 4G. Thì giờ nó đã lên này nè. Thì nó đã lên như vậy thì nó cũng chưa chắc là nó không có hư đâu ha. Thì các bạn phải gắn test vô Windows rồi bạn phải thì sẵn đây mình gắn cái nguồn vô trong đây mình test lên cho Windows luôn cho bạn xem thử nha. Rồi thì mình bấm F10 mình sao nó lại cái thì sẵn dẹp làm luôn đó. Thì giờ nó để coi ra cái ổ cứng này nó có hư không luôn. Thì các bạn mua máy tính về các bạn nên test nhưng phải tiếng đồng hồ cái man đó chạy nó mới ổn thì nó mới ổn nha, chứ nhiều lúc chạy 2-3 tiếng nó cũng bị lỗi nữa, nên test là khoảng chừng ngày 2 ngày hoặc tuần lễ đi cho chắc ăn ha. Thì mua đồ cũ thì nên mua bảo hành, còn mua đứt đuôi thì hên xui lắm. Thì cái này là mình mua nguyên một bộ máy tính rồi mua mấy linh kiện lên tung có 350 ngàn, thì nó hư hết mấy cái màn hình này, nó chỉ còn cái thùng này. Thùng này thì hư cây gam đó. Thì bây giờ nó lên win này nè, vậy là ổ cứng này nó không hư nè, vậy là cái thùng này nó chỉ bị hư cây gam thôi đó. Thì còn cái combo AMD gam 2 này nữa nữa mình sẽ rảnh mình test là cho bạn xem luôn, coi nó có chạy hay không. Mình thấy nó đẹp quá đó. Thì giờ nó đang lên win này nè. Rồi thì sẵn mình gắn con chuột vô, xong rồi cái mình gắn mạng, rồi mình gắn âm thanh vô mình test sơ cho bạn coi, rồi mình kết thúc video này luôn. Thì cái này nữa mình test tiếp nè. Thì giờ gắn âm thanh vô nè, để coi có nghe âm thanh không. Thì cái này Windows của khách nó chạy Win 10. Không biết có dữ liệu gì không trong đây không, không biết nữa. Để mở cho bạn coi có hình nữa. Win 10 Go nè, 2018. Đây thì 4G gắn cây gam của mình vô, chạy Celeron G530, chạy Win 10. Âm thanh thì nhận âm thanh này nè ha, mạng thì có luôn rồi nè. Rồi để khám phá thử cái ổ cứng của khách rồi có dữ liệu gì không. Nó đòi có Zalo đăng nhập gì nè. Thì ổ cứng của khách đó chia ra làm rất là nhiều ổ. Ổ C là 30G, đây là 108G, ổ E là 90, ổ F là 3G mấy,
là chưa phải God XP nhưng mà đang chạy Win 10. Hiện này dữ liệu của khách nè, có liên minh huyền thoại gì, đề cương ôn tập sinh học cuối kỳ gì nè, này cô giáo hay là học trò không biết nha. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn nhiêu thôi, thì cái thùng máy này nó bị lỗi RAM thôi, rồi khách bỏ rồi riết rồi nó hư cái màn hình luôn đó. Thì test máy tính thì các bạn nên test kiểm tra nguồn trước, rồi nên gắn lo vô để nó có báo RAM hay không. Tháo RAM ra vệ sinh, còn vệ sinh không được thì thay RAM khác thử cho nó chắc ăn rồi máy tính tiếp tới mấy cái khác ha. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ với bạn nhiêu thôi, chúc các bạn nhiều sức khỏe, bye bye các bạn.